thiệu các bác là hôm nay vào nhà anh An thì xem cây, nhưng mà ở bên ngoài này, ở bên ngoài cổng là vào là cây ấy, nhưng mà bắt đầu vào trong này tôi không biết trong có cái gì cả. Thì anh mời vào uống nước thì thực tế là tôi vừa vào tôi bị choáng ngợp với cái rất là nhiều cái đồ cổ và cái độ sưu tầm của anh rất là khủng. Đấy thì từ bên ngoài ngoài này tôn thì tôi không nói nhé, vì anh còn có làng ở trong, có nhà ở trong làng. Bắt đầu vừa vào nhà nhé, thì các anh cứ quay tự nhiên nhé, là đập vào mắt các bác thì chắc cũng như tôi đấy, nhìn nó có một cái gì nó rất là, nó là kiểu như là bất ngờ ấy. Đấy, mọi thứ nó đều rất là đồ cổ và cảm giác nó rất là quý giá, và không phải ai cũng có thể có được cái nhiều những cái đồ cổ như này. Mặc dù có những người rất nhiều tiền, rất đam mê thì cũng không chắc là đã có sưu tầm được những cái đồ như này đâu. Thứ nhất là thấy loa và những cái dàn âm thanh cổ, loa này, đầu tiên là thấy loa này. Thứ hai là cái giá máy ảnh, máy quay phim, và ở dưới này nữa tôi vừa mới vào trước và tôi nhìn sơ sơ thấy đấy, và những cái đĩa, cái đồ sứ cổ, những cái đài, những cái loa âm ly đấy, và những cái thậm chí cả những cái điếu bát, cái bộ ấm chén đấy, và cái mùi thuốc kia, đại loại tôi không biết cái gọi cái đấy là cái gì. cái điếu, đại loại gọi cái điếu đi nhỉ, cái tẩu đúng không đấy, làm xương voi đấy, nó rất hiếm. Và những cái đồng hồ đấy thì không chắc các bác mà nhiều người có tiền mà có đam mê cũng không chắc có thể sưu tầm được những cái điều, rất nhiều đồ như này đấy. Còn tàu, và anh ấy vừa bật cái bộ âm thanh nhưng mà nó có âm nhạc, thì tôi xin phép là nhờ anh ấy tắt bớt đi để mình quay cho nó yên tĩnh các bác ạ. Thì những cái đồ này thì là anh có giao lưu như nào không? Đồ thì mình chỉ sưu tầm và để chơi thôi, sưu tầm chứ không giao lưu ra ngoài. Sưu tầm đấy, thì anh em nào là mê, cùng đam mê thì cứ qua anh An chơi đấy. Anh ấy đang ở cái địa chỉ là trên cái đường Nhiêu Nha, ở đây nó không có số anh nhỉ, ở đây thì gọi là đối diện với Cô Ma 6 đấy, đối diện cái tòa nhà Cô Ma 6 ấy, đường Nhiêu Nha Tây Mỗ nhá, nó thuộc phường Tây Mỗ, và nó trên cái trục đường 70 ấy. Đó. Thì ngay cầu vượt đường 70 mà cắt ngang đại lộ Thăng Long ấy, mà đi từ Bixi về thì rẽ phải chắc khoảng độ mấy trăm mét ấy, thì thấy cái tòa Cô Ma 6 ấy, cái khu chung cư Cô Ma 6 ấy, thì đối diện cái cổng đấy là thấy có mấy cái cây cảnh to là nhà anh An. Thì ngoài cây cảnh ra thì anh ấy có cái đam mê sưu tập đồ cổ. Đấy, em không biết bắt đầu quay từ đâu bây giờ. Rất là nhiều đồ. Có như mình có ước tính được trong cái khuôn viên này nó có bao nhiêu cái món đồ không anh? Nhiều lắm. Nhiều. Không thể nhớ được hết. Vâng. Đấy. Nói đến máy ảnh thì phải vài trăm cái. Máy ảnh đấy. Có những cái nó gần 100 năm rồi. À đấy. Rơi vào 7-8 năm. Máy ảnh cổ. Đấy. Máy ảnh cổ. Và trong những cái này anh thích nhất là cái gì? Anh nói từ cái đấy đi cho dễ. Em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cái món đồ gì mà anh cảm thấy anh thích nhiều lắm. Đấy. Ví dụ như âm thanh thì anh thích nhất cái gì? Đầu tiên là mình có cái bộ băng cối Pioneer. Băng cối Pioneer. Đấy. Em thì em không biết về mấy cái này lắm đâu, nhưng mà thấy là biết là nó cổ rồi. Xong là đến những cái máy ảnh. Đấy. Đam mê Pioneer. Cái sưu tầm. Đấy. Đây em sưu tầm. Đấy. Ví dụ như đây. Và máy ảnh. Mình mê tất cả những cái loại cổ, hay là mình có cái hướng riêng gì? Là mình chơi thì cảm giác là có những cái gì đấy mình cảm thấy nó thích. Vâng. Nó, chẳng hạn như cái máy ảnh, các cái mẫu mã rồi các cái mình nhìn cái đấy mình cảm thấy rất là thích. Ví dụ như con máy quay kia là anh có nói sơ sơ về cái máy quay kia thì anh lấy được nó từ đâu, anh sở hữu được nó từ đâu và có khó khăn gì không? Sưu tầm thì đúng ra là từ cái ngày mà sinh ra cái chợ đồ cổ ở dưới Vạn Phúc. À rồi rồi. Thế là mình cứ đi đấy, mình đam mê ngày nào cũng đi sưu tầm. Đấy, em thì hay ở đấy đấy. Thế là mình cứ
nhập là mỗi năm một ít. Ví dụ như ở trong này có cái đồ gì mà anh cảm thấy anh mất công sức để sở hữu nhất, người ta ví dụ người ta không muốn bán chẳng hay là như nào đấy, có cái gì, có cái đồ này? Cái này thì mình sưu tầm thì đúng là nó cái duyên thôi. Vâng. Quý vật tầm quý nhân mà. Vâng. Thế là đi thì cứ đi lang thang nên là gặp. Vâng. Cái giá nhiều cái nó cũng cái giá cao. Vâng. Phải chấp nhận bỏ. Em đi vào trong này cũng được, đi, đi một vòng đấy cho dễ. Cứ đi cả giày anh nhé. Xin phép cứ phi cả giày vào. Đây ví dụ như cái tủ này là cái kệ này là bày những cái máy ảnh cũ. Ảnh cũ. Máy ảnh cũ và trên có những cái đài cũ. Cái đài. Đấy. Có cái bộ sứ kia rất nhìn rất là lạ mắt. À, cái máy ảnh bày trí đây. Đây là bộ dàn này. Âm thanh gì đấy mình cũng không rõ lắm. Akai. Nhìn cũng rất là xưa cũ rồi. Phần đa số ở đây là vẫn đang dùng được đúng không anh? Đa số là dùng được. Rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Cái này không những là đam mê mà còn cả am hiểu đó. Chứ như em thì không có am hiểu thì khó chơi lắm. Đấy, ví dụ có những cái lọ này rất là đẹp anh nhỉ. Cái này thì có vẻ rất là... Đấy là bằng đá. Bằng đá. Nhìn nó rất là cảm giác nó chưa thấy ở đâu có. Đấy. Chép quay cái giấy khen này là cái gì cái anh ấy? Đi tham dự hội sinh vật cảnh của Hoàng Thành Thăng Long. À rồi. Năm 2010 đúng không? À 2014. Dạ. Ok. Rất nhiều âm thanh. Rất nhiều cái thiết bị âm thanh. Âm thanh và hình ảnh. Máy quay hiệu Panasonic. Chiếc máy quay này quay bằng dây. Bằng dây. Đấy, giờ rất là xưa rồi. Rất xưa rồi. Đấy. Rất hay, hôm nay cũng có duyên em đi làm về sớm. Thì đón con bé thì nó cũng còn sớm ấy. Bà em có duyên thì đón con bé nó cũng còn sớm thì cứ loanh quanh đấy xem có cái gì không. Thế là thấy cây, bắt đầu là thấy cây cảnh là cái đúng cái món mình thích rồi này. Con nhà em thì học ở đâu? Học ở trong cô 36 này. À, dạ. Đấy. Học nó học mẫu giáo anh. À, mẫu giáo. Vâng. À, cái trường mẫu giáo trong đấy. Đấy. Thì lang thang thì lại vào đây thì lúc đầu là cứ chả biết, cứ phi xe thẳng vào. Xem rồi. Đấy. Bắt đầu là vào xem cây. Khi vào xem cây xong rồi thì vào để biết nhà anh tí thì vào thấy đúng là rất là bất ngờ, nó rất là nhiều đồ. Con tàu à, bộ âm thanh đây, có những cái nhìn nó rất là xưa, rất rất xưa rồi. Cái tủ cái này, cái bộ đồ toàn bộ thì là đồ cổ hết. Các bác nào mà am hiểu về đồ cổ thì chắc là nhìn cái là biết ngay. Và vào thì anh ấy rất là thân thiện và thoải mái. Hôm nay tôi mới biết anh ấy. Đấy, thấy ra tranh cảm trai. Cảm trai gỗ. Bộ này chắc là đang thường xuyên nghe đúng không anh? Đấy. Đầu đĩa. Đây, còn cái giá này. Đấy. Cái này là cái đài đúng không anh? À, rất xinh nhỉ, hay nhỉ. Chưa bao giờ thấy. Ừ, to nhất là cái máy này. Vâng. Ngay cả trên cái giá, cái kệ rất nhỏ nhưng mà rất là nhiều đồ. Tổ bằng ngà voi cho nãy mình nói đây.
con cá đi làm bằng đá hay nhỉ, nhìn rất là nghệ thuật trên cái kệ gỗ. Rất nhiều thứ, cả đồng hồ đây, những cái đồng hồ ngày xưa như thể là xem cái phim tàu ngày xưa hay cái đồng hồ có quýt đấy. Rất hay. Hiếm có. Đấy là toàn bộ cái không gian cái xung quanh phòng của anh. Bây giờ quay cái chỗ uống nước đi. Thế này là nó là cái ấm hay là cái gì đây? Ấm. Rất mỏng nhỉ. Hay nhỉ. Vừa nãy em nhìn thấy một cái kia rồi. Anh không không dám nói nó là cái ấm hay là cái đĩa. Đấy. Rất hay. Dạng lạ. Vâng. Rất mỏng. Mông lạ. Hoa văn rất là đẹp. Những cái đồ gỗ, cái cây gỗ. Đây, anh có để cây trà phúc kiến đây. Trà phúc kiến. Để vừa uống nước vừa ngắm cây. Cái bộ ấm chén này chắc cũng rất là cổ cho anh nhỉ. Còn đầy đủ chén, đầy đủ chén đĩa. Đấy, nhiều cái rất khó kiếm được đủ bộ. Rất hay. Đây là men hay là bằng đồng đấy. Như cái hoa văn bằng đồng. Đấy. Đúng là rất hiếm. Còn nguyên bộ, nguyên rất tinh xảo. Tinh xảo. Đĩa đây. Ok, thì anh em là đam mê thì vừa cây cảnh vừa đồ cổ thì đến tham quan chỗ của anh An. Thì tí tôi sẽ để cái số điện thoại của anh An ở dưới. Anh em nào thích thì qua chơi và làm đạo. Còn giao lưu thì có bác nào có thể có duyên hay không thì em không biết. Nhưng hiện tại là anh bảo là không. Về món đồ cổ là không. Không, chưa giao lưu, vội, tạm thời chưa giao lưu. Cứ nói như vậy. Biết đâu các bác có thể có duyên chẳng hạn. Thì em cũng không dám nói trước đấy. Nói chung là đam mê đến là vui rồi. Xin được kết thúc video đây và hẹn gặp lại các bác. Có thể là một ngày nào đó ở nhà anh An nhé. Em cảm ơn anh. Uống một nước cái để chào anh em.